gió quá. Đó, bữa nay nó được được thêm mấy cái lá nữa rồi. Cả nhà thấy không? Lớn lớn rồi hen. À, và tự nhiên nó có thêm một cái cây kế bên. Vậy là bụi gieo nó lên được hai cây. Đây một cây cây nhỏ nhỏ kế bên nè. Đó. Cái này nhỏ quá không biết sao đây. 5-6 hột thì gieo được nó lên được hai cây. Cây này thì hơi lớn rồi nè. Tự nhiên có cái lá này nó bị gì đó không biết nữa. Chắc đợi nó vàng vàng cái bụi khác bỏ đi. Hồi trước á, bụi cũng có trồng mà trồng cây mướp á cả nhà, mướp á. Thì mướp hương á, nó ngon lắm. Nó chạy lên vàng tú trên cao á, trái thì cũng lớn mà nó ngon. Nhưng mà bị rầy á, bị rầy nhiều quá. Cái bụi sợ nó bị lây qua lan á, bị hư lan đi. Cắt bỏ cũng lâu lắm rồi, bữa nay mới trồng thử lại. Cây này trồng khổ qua đắng đó. Dễ thương không, trồng thích quá ha. Nhà tuy là nó không có lớn lao gì cả nhà, nhưng mà tự nhiên thấy vui quay về cả nhà xem cũng không có gì hết á. Đó được hai cây. À, cả nhà cũng thông cảm cho bụi nha. Lúc này thời gian không có được rảnh lắm, thành ra ít có đi tương tác. Dạ, mong cả nhà thông cảm. À, chúc cả nhà mình chủ nhật thật là vui vẻ ha. Dạ, cho bụi cảm ơn cả nhà đã xem clip. Bye. Chúc nghe bụi vô, bụi thăm thăm cả nhà ha. Đó, hai cây đây. Trồng mà nó lên được á thấy vui ha cả nhà ha. Dạ rất là vui. Nhà nào cũng ra ngắm hết trơn á, cứ rảnh là chạy lên coi.